Thưa quý vị, vào thời điểm giao mùa, rất khó để phân biệt các triệu chứng của bệnh dị ứng thời tiết theo mùa và bệnh COVID-19. Và trong một bài viết đăng tải trên trang CBS News mới đây, một số chuyên gia đã nêu rõ sự khác nhau giữa hai căn bệnh này dựa trên thông tin của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC của Mỹ. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Mỹ, dị ứng theo mùa và COVID-19 có triệu chứng giống nhau là ho, đau đầu và mệt mỏi. Tuy nhiên, dị ứng theo mùa thường không gây khó thở như COVID-19, trừ khi người đó mắc các bệnh về hô hấp như hen suyễn. Ngoài ra, dị ứng theo mùa cũng không gây sốt, ớn lạnh, đau mỏi người hoặc mất vị giác, khứu giác, vốn là những triệu chứng phổ biến của COVID-19. Trong khi đó, COVID-19 không gây hắt hơi, ngứa hoặc chảy nước mắt, sổ mũi, nghẹt mũi hoặc đau họng như dị ứng thời tiết. Tiến sĩ Anjali Mehrotra, bác sĩ chuyên khoa dị ứng, nhi khoa và miễn dịch học cho biết, các triệu chứng của dị ứng thời tiết và COVID-19 có thể khá giống nhau. Vì vậy, nếu có các triệu chứng kể trên, việc cần làm là thực hiện xét nghiệm kháng nguyên nhanh tại nhà để xác định có phải là do COVID-19 hay không.